tránh bị bắt cóc. Người ta có câu là phòng cháy còn hơn là chữa cháy, nên các bạn đừng để bị bắt cóc xong rồi các bạn mới chống trả, mà các bạn hãy tránh nó ngay từ đầu luôn. Và nếu muốn làm được điều đó, các bạn cần ghi chú 4 điều sau đây. Điều thứ nhất, các bạn không nên đi chơi ở những nơi vắng vẻ, nhiều người lạ mà không có bố mẹ hoặc là người thân đi kèm. Ví dụ như cái công ty này, nó rất là vắng vẻ và nhiều người lạ, nó sẽ đem lại rất là nhiều nguy hiểm cho các bạn hoặc là trẻ nhỏ. Điều thứ hai, các bạn đừng bao giờ bắt chuyện với người lạ. Thứ ba, các bạn không nên nghe lời dụ dỗ của người lạ. Người ta có thể sử dụng bạn bằng đồ ăn, đồ chơi hoặc là bánh kẹo ngọt, thì các bạn không nên nghe theo lời người ta. Người ta có thể là sẽ dụ các bạn rồi sau đó người ta bắt các bạn luôn. Và điều cuối cùng, khi người lạ tiến quá gần đến chúng ta thì chúng ta sẽ lập tức phản ứng ngay bằng cách kêu lên thật là to, bắt cóc, để thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Các bạn đừng kêu một câu quá dài, ví dụ như là bớ người ta có người bắt cóc, nó sẽ rất là tốt thời gian. Cho nên các bạn chỉ cần kêu ngắn gọn là bắt cóc. Ở trong clip này mình chỉ chỉ các bạn cách để xử lý tình huống đơn giản, còn cách để xử lý nâng cao thì hẹn các bạn ở video sau. Nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, hãy nhớ nhấn cái nút subscribe và cái nút chuông bên cạnh để nhận được nhiều clip hay của mình nha. Xin chào các bạn. Trong tình huống này, có một cậu bé đang đi chơi ngoài đường và kẻ bắt cóc tới bắt cậu bằng cách nắm tay. Thông thường trên mạng người ta sẽ chỉ là mình sẽ lấy tay còn lại để giật tay của mình ra và chạy thật nhanh. Nhưng bạn đừng nghĩ đến cách đó, bởi vì lực của kẻ bắt cóc mạnh hơn mình rất là nhiều lần. Cho nên dù bạn có kéo cố đi chăng nữa thì người ta vẫn sẽ nắm tay bạn. Cách thứ hai người ta chỉ cho bạn là mình sẽ dùng hết sức để lấy chân của mình đá vào chân của kẻ bắt cóc. Nhưng cách này vẫn sẽ không hiệu quả, bởi vì như mình đã nói, lực của kẻ bắt cóc rất là mạnh, nên cho dù bạn có cố đi nữa, người ta vẫn sẽ chịu được. Nên ở tình huống này mình sẽ làm gì? Thứ nhất, mình sẽ lập tức ngồi xuống và ôm chân của kẻ bắt cóc, đồng thời lấy chân khóa chân của kẻ bắt cóc lại. Ở đây mình sẽ lấy mặt của mình áp sát vào chân của kẻ bắt cóc và đồng thời tay với chân khóa cái chân của kẻ bắt cóc lại và la to: bắt cóc, bắt cóc, bắt cóc, bắt cóc, bắt cóc, bắt cóc. Khi các bạn la lớn, người xung quanh sẽ chú ý đến các bạn và chạy lại giúp. Và sau đây là cách thứ hai để các bạn có thể xử lý tình huống trên. Đầu tiên, các bạn lấy tay ôm một chân và sau đó lấy chân của mình khóa chân còn lại của kẻ bắt cóc và sau đó đồng thời la to: bắt cóc, 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 bắt cóc. Người bắt cóc sẽ có một thời gian rất là dài để có thể nâng bạn lên, bởi vì bây giờ lực của bạn đang khóa lại chân của kẻ bắt cóc. Ở trong clip này mình chỉ chỉ các bạn cách để xử lý tình huống đơn giản, còn cách để xử lý nâng cao thì hẹn các bạn ở video sau. Nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, hãy nhớ nhấn cái nút subscribe và cái nút chuông bên cạnh để nhận được nhiều clip hay của mình nha. Xin chào các bạn.